Các bạn thân mến, phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn một chế độ rất là đặc biệt được trang bị trên i900 dựa trên nền tảng của chip cảm biến chuyển động. Đầu tiên thì các bạn sẽ cài đặt nó, các bạn vào phần Start, sau đó các bạn tới phần Setting, các bạn chuyển sang phần System và chọn cái Motion Sensor. Thì Motion Sensor các bạn sẽ chuyển sang chế độ Active. Thì ý nghĩa của nó là gì? Chế độ này là khi mà bạn kích hoạt lên đó, thì nó sẽ khi bạn lật up điện thoại thì điện thoại nó sẽ tắt chuông khi có cuộc gọi đến, và sau khi các bạn kích hoạt nó lên ở phần này thì các bạn sẽ nhấn vào OK, và sau đây mình sẽ biểu diễn và một cuộc gọi đến. Khi cuộc gọi đến bình thường thì điện thoại nó sẽ rung bình thường, thế nhưng rung và rang, thế nhưng khi mà bạn xoay điện thoại, lật up điện thoại lại thì nó sẽ tắt chuông.